Công ty của tôi đang có một dự án kêu gọi đầu tư, chị coi có hứng thú không? Được, để đó tôi sẽ coi. Đây là một dự án được đầu tư bởi... Tôi không muốn bàn chuyện làm ăn trong lúc này. Tôi xin lỗi. Những loại người tiến thân bằng đàn bà không có kết cục tốt đâu. Nhớ câu này của tôi đó, cậu nhất định sẽ thân bại danh liệt. Thời gian gần đây, việc gì vào tay cậu cũng đều hỏng hết. Cổ đông thì rút vốn vì không tin tưởng vào cậu. Vừa lập chút công lao đã ngủ quên trên 9 tháng rồi. Dạ, cho xin lỗi chú. Không ai cần cậu xin lỗi hết, chỉ cần hành động và kết quả. Hành động và kết quả thôi. Không huy động được nguồn đầu tư, các căn hộ không bán được, công ty trả lương cậu để làm gì hả? Cái ghế giám đốc này, cậu nghĩ cậu ngồi được không? Cậu liệu hồn đó nghe chưa? Được, để rồi xem. Tôi sẽ cho các người thấy kết cục của tôi thế nào. Đứng tay đông lại trên môi.